Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối gần 50% số ca nhập viện vì tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia. Lương y Lê Văn Đỏ đi đầu trong nghiên cứu sáng tạo kỹ thuật thuốc nam tán sỏi. Trong mục Thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh thủy đậu. Mục Cẩm nang y học kỳ này là bài tập sàn chậu sau sinh hiệu quả. Cuối chương trình là câu chuyện cảnh báo tình trạng lao kháng thuốc do tự ý bỏ điều trị. Sau đây là những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành các quyết định tổ chức lại trung tâm y tế các huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên trên cơ sở sáp nhập trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình huyện, thành phố vào trung tâm y tế huyện, thành phố. Ngoài ra, quyết định cũng yêu cầu tổ chức thí điểm giải thể một số trạm y tế xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau: trạm y tế xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, trạm y tế phường Lê Lợi, trạm y tế phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, trạm y tế thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, trạm y tế xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, trạm y tế thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động. Chuyển chức năng, nhiệm vụ, số lượng người làm việc, viên chức, tài chính, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc và các vấn đề khác có liên quan của trạm y tế các xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm giải thể về trung tâm y tế các huyện, thành phố đảm nhiệm, quản lý. Riêng đối với huyện Văn Lâm, giải thể trạm y tế khu kinh tế mới, chuyển chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế khu kinh tế mới về trạm y tế xã Đại Đồng, sắp xếp điều chuyển số lượng người làm việc, viên chức, tài chính, tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc và các vấn đề khác có liên quan của trạm y tế khu kinh tế mới về các trạm y tế xã trên địa bàn huyện Văn Lâm quản lý theo quy định. Trung bình một tháng, khoa chấn thương chỉnh hình và bỏng Bệnh viện Đa khoa Phố Nối tiếp nhận khoảng 50 ca nhập viện do tai nạn giao thông, trong đó có gần 50% số ca có liên quan đến rượu bia. Đa phần những bệnh nhân này khi nhập viện qua xét nghiệm thì lượng cồn trong máu khá cao. Cũng theo các bác sĩ, khi theo dõi bệnh nhân có nồng độ cồn trong máu khó khăn hơn rất nhiều so với bệnh nhân khác. Bởi vì khi nhập viện, bệnh nhân uống rượu rất kích thích, tri giác không tỉnh táo như bình thường, nên việc điều trị sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Vì vậy, nam giới cần sử dụng rượu bia vừa phải, đặc biệt khi tham gia giao thông thì nên hạn chế tuyệt đối để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Thực tế hiện nay, nhiều người nghĩ rằng nếu tập luyện thể dục thể thao thường xuyên thì có hút thuốc cũng sẽ ít bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Hút thuốc cũng là một cách thư giãn sau khi tập luyện. Thế nhưng, theo các bác sĩ, thì việc làm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thuốc lá độc hại với tất cả mọi người, cả với những người tập thể thao, những vận động viên chuyên nghiệp. Hút thuốc lá sau khi tập luyện căng thẳng có tác động rất lớn tới tim của người tập, giống như cơ bắp và tất cả các cơ quan khác trong cơ thể. Trái tim cần nguồn oxy để hoạt động, tuy nhiên, khói thuốc làm cạn kiệt nguồn oxy của cơ thể. Hút thuốc sau khi tập luyện sẽ làm tăng lượng carbon monoxide trong máu. Loại chất này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của não, dẫn đến mất trí nhớ, giảm hiệu suất thị giác, gián đoạn kỹ năng vận động và thậm chí cản trở nhận thức. Hơn 30 năm làm đông y, lương y Lê Văn Đỏ, hội viên Hội đông y huyện Khoái Châu, luôn tích cực nghiên cứu tìm tòi những bài thuốc chữa bệnh hiệu quả. Năm 2018, ông đạt giải nhì trong cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Hưng Yên với đề tài về thuốc nam tán sỏi thần hiệu phương dạng viên nén. Năm 1985, tại xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, quê hương của lương y Lê Văn Đỏ, có nhiều người bị bệnh viêm gan và sỏi thận. Vốn xuất thân trong gia đình có nghề làm đông y, lương y Đỏ đã tìm tòi các bài thuốc đông y chữa bệnh cho mọi người và bắt đầu nghề thuốc từ đó. Hơn 30 năm làm thầy thuốc, ông đã đi nhiều nơi tìm các vị thuốc chữa bệnh và nghiên cứu ra bài thuốc tán các loại sỏi trong cơ thể và bài thuốc giải độc gan. Lương y Lê Văn Đỏ là lương y đầu tiên của Hội đông y tỉnh sản xuất thuốc đông y dạng viên nén bao phin. Hiện tại, lương y Lê Văn Đỏ có hai sản phẩm được Bộ Y tế thẩm định và cấp phép lưu hành toàn quốc. Đó là viên tán sỏi thần hiệu phương hỗ trợ điều trị các loại sỏi trong cơ thể và trà túi lọc cà gai leo giúp giải độc gan. Khi người ta uống là nó bào mòn rất từ từ, nhưng người ta đã củng cố được cái tạng thận của người ta gai và bảo vệ được cái túi mật. Chúng tôi quyết định là chuyển bài thuốc nam tán sỏi thần hiệu phương này sang nghiên cứu bào chế thành toàn bộ cao khô. Người ta đi công tác, người ta đi làm. Những lúc giải lao có thể là người ta có thể là đưa cái viên này vào mồm người ta nhai nuốt luôn cũng không cần nước cũng được. Thế rồi rất thuận tiện cho quá trình là đi công tác xa. Lương y Lê Văn Đỏ là hội viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, dùng thuốc đông y dạng tinh trong điều trị bệnh và chia sẻ kinh nghiệm tới các hội viên trong các hội thảo.
Với phương châm, người lao động là tài sản quý của doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam VAP ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã luôn quan tâm đến sức khỏe của người lao động. Công ty đã đầu tư xây dựng bếp ăn khang trang sạch sẽ gần 1.000 m2 để phục vụ bữa trưa miễn phí cho công nhân với nhiều món ăn dinh dưỡng. Đặc biệt là còn xây dựng gian bếp dành cho người ăn kiêng bị tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường. Đây cũng là mô hình bếp ăn tập thể mẫu đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh năm 2017. Ngoài ra, công ty còn xây dựng 10 phòng nghỉ ngơi cho công nhân tại các phân xưởng. Công ty còn trang bị một phòng y tế với các máy siêu âm, máy đo đường huyết cho người lao động. Và hai buồng bệnh với trên 10 giường. Đặc biệt với công nhân nữ mang thai sẽ được chuyển sang bộ phận khác để không phải đứng khi làm việc, được nghỉ trưa thêm nửa tiếng và về sớm trước 1 giờ đồng hồ. Chính vì sự quan tâm của công ty mà trong nhiều năm qua không có các vụ ngộ độc thực phẩm và tai nạn nghề nghiệp. Thưa quý vị, thủy đậu là một bệnh do virus gây ra, khá thường gặp và dễ lây lan. Bệnh biểu hiện bằng nhiều nốt mụn rộp nước nổi khắp cơ thể và trong niêm mạc miệng, lưỡi. Bệnh này có khả năng gây ra các biến chứng nguy hiểm, lại rất dễ lây lan và ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Để hiểu rõ hơn về bệnh này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Văn Ngọc, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Xin chào bác sĩ, cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin bác sĩ cho biết là thủy đậu là bệnh như thế nào và thường xảy ra ở thời điểm nào trong năm ạ? Bệnh thủy đậu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus, thường phát triển và phát sinh vào mùa xuân hè, đặc biệt mùa này. Đây là cái thời kỳ mà thời tiết khí hậu cũng như là điều kiện nhiệt độ thích hợp nhất cho virus thủy đậu phát triển. Vâng, vậy thì bệnh có những biểu hiện như thế nào và những đối tượng nào thì dễ mắc căn bệnh này ạ? Cái triệu chứng của bệnh thủy đậu nói chung, đặc biệt là biểu hiện ở trẻ em sau khi lung bệnh từ 74 ngày thì sau khi phát bệnh thì các cháu có cái triệu chứng chán ăn, mệt mỏi, sốt, thường thường là sốt nhẹ thôi, sốt 38 độ rưỡi thôi, nhưng mà cá biệt có những cháu sốt rất cao, 39 độ rưỡi. Thế thì sau sốt bắt đầu là biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, rồi bắt đầu là các mụn nước bắt đầu mọc. Thì bao giờ cái nguyên tắc của thủy đậu mọc từ trên xuống dưới, từ đầu, mặt, cổ, đặc biệt là các cái vùng da niêm mạc mỏng như là lách, bẹn hoặc ngực, bụng. Thế thì sau đó là khoảng 5 đến 7 ngày là tự các phòng nước nó sẽ bay. Bởi vì bệnh do virus, nguyên tắc của bệnh do virus thì trong vòng 14 đến 18 ngày tự khỏi nếu không bị biến chứng hoặc không bị nhiễm trùng. Đấy là những cái nguyên tắc của bệnh do virus, đặc biệt là thủy đậu. Đấy. Và không để lại di chứng, không để lại nốt sẹo. Những trường hợp mà để lại di chứng hoặc nốt sẹo thì là biểu hiện trường hợp nhiễm khuẩn. Mọi lứa tuổi đều bị, nhưng đặc biệt là ở lứa tuổi trẻ em học đường, đặc biệt là chú ý trẻ em cấp 1 là bị nhiều nhất, sau đến cấp 2. Bệnh có những biến chứng nguy hiểm như thế nào không thưa bác sĩ? Và khi đã bị mắc bệnh thì cần lưu ý những vấn đề gì ạ? Có 4 biến chứng quan trọng. Biến chứng thứ nhất là viêm phổi. Biến chứng thứ hai là viêm lão màng não nước trong. Biến chứng thứ ba là vấn đề nhiễm trùng huyết. Biến chứng thứ tư là rối loạn tiêu hóa. Và còn viêm long đường hấp là rõ ràng rồi. Đấy là những cái biến chứng quan trọng. Khi các cháu bị thủy đậu thì các bà mẹ cũng như gia đình hoặc bản thân các cháu phải chú ý nhất là các cái khâu vệ sinh, đặc biệt vệ sinh cá nhân, răng miệng cũng như đường hô hấp trên. Ngoài ra vấn đề vệ sinh sạch sẽ như là quần áo, chân tay là phải sạch sẽ. Những trường hợp mà ở trong cộng đồng các cháu đi học các lớp mẫu giáo mầm non cũng như cấp 1, cấp 2 thì đặc biệt chú ý nhất là cái khâu vệ sinh cá nhân. Thế còn khi các cháu bị rồi thì thứ nhất là phải tránh lặng gió đột ngột. Từ đó sẽ gây ra cái cùng một lúc vấn đề biến chứng các cái viêm phổi, viêm não. Tốt nhất là tắm các cái nước mà mình có đun sôi, luộc các cái lá có tinh dầu, chất kháng sinh. Để phòng tránh căn bệnh này thì cần phải làm những gì ạ? Bệnh đã do virus thì nó chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chỉ có vaccine phòng. Một số bệnh nó có vaccine phòng. Thế thì bệnh thủy đậu thì nó là truyền nhiễm cấp tính, đâm ra là có thể lây ra thành dịch lớn và biến chứng cũng như là mọi thứ nó rất trầm trọng cho con người.
đặc biệt là ở trẻ em dưới 15 tuổi. Thường thường các cháu từ 1 tuổi trở lên, tức là 12 tháng tuổi là tiêm được cho các cháu. Thì tiêm 2 mũi, mũi 1 là mũi bắt đầu tiêm, mũi 2 sau mũi 1 tầm 3 đến 4 năm. 3 4 năm sau là tiêm nhắc lại mũi 2 để cho các cháu miễn dịch thủy đậu suốt đời. Thế còn những cháu mà không may đã bị thủy đậu rồi thì cũng không cần phải tiêm, bởi vì đấy là miễn động miễn dịch chủ động nhân miễn dịch nhân tạo. Các cháu đã mắc bệnh thủy đậu rồi thì miễn dịch của cái kháng thể của các cháu người các cháu còn tốt hơn là vaccine tiêm chủng chủ động nhân tạo. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ về những thông tin hữu ích. Thưa quý vị và các bạn, sau khi trải qua quá trình mang nặng đẻ đau kéo dài suốt hơn 9 tháng, cùng lúc đó những vấn đề liên quan đến vùng sàn chậu có dấu hiệu ngày một xuống cấp, khiến nhiều sản phụ phải dở khóc dở cười. Chính vì lẽ đó, để ngăn ngừa và khắc phục các biến chứng suy giảm chức năng cơ sàn chậu sau sinh, thì việc luyện tập khung xương chậu để phục hồi sức dẻo dai cùng khả năng nâng đỡ cơ thể của vùng sàn chậu là quan trọng và cần thiết. Trong chương trình hôm nay, bác sĩ Trần Thị Ly, khoa phụ khoa, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn bài tập này. Bình thường ấy, thì cứ 3 phụ nữ sau sinh thì sẽ có 1 phụ nữ có rối loạn chức năng sàn chậu. Nó có thể có các biểu hiện như là mình có cảm giác đau nặng tức bụng dưới này, các cái rối loạn tiểu tiện như ho, hắt hơi, cười lớn và ra nước tiểu, tiểu đêm này, khi buồn tiểu, tiểu gấp mà mình không thể nhịn được tiểu, mình phải vào nhà vệ sinh ngay. Hoặc là có một số bạn sẽ có các cái rối loạn cảm giác khi quan hệ tình dục vợ chồng. Đó, thì tất cả những cái đó thì chúng ta nên tập các cái bài tập vật lý trị liệu sàn chậu. Và cái này không chỉ áp dụng với các cái sản phụ sau sinh thường mà kể cả sau sinh mổ cũng vẫn tập được. Ngoài ra thì có những cái bệnh nhân mà có thể là tầm tuổi trung niên mà có những cái rối loạn tiểu tiện, rối loạn xón tiểu đều tập được. Và tất cả những cái bệnh nhân mà sau khi mổ xa sinh dục, xa tạng chậu thì cũng nên tập các bài tập này. Nó sẽ giúp hạn chế những cái xa mổ cắt sau này. Thường thì sẽ là sau khoảng 1 tháng thì các sản phụ sẽ nên đến để tập. Cái bài tập này thì thường thì sẽ có 6 cái bài tập. Thì 6 bài của đó thì nó sẽ gồm những cái bài nói nôm na cho dễ hiểu thì sẽ là các bài tập về nâng mông, nâng vai, về các cái bài tập nghiêng người, các bài về co, bài tập động tác như con mèo hay là những cái động tác cầu tuột đó. Cái động tác đầu tiên là động tác cầu tuột thì tư thế chuẩn bị của bệnh nhân sẽ là tư thế nằm ngửa, hai chân chống, dang rộng bằng vai, chống, hai tay duỗi thẳng sao cho hai tay gần chạm được vào gót chân. Đấy là tư thế thoải mái nhất cho bệnh nhân. Khi mà hướng dẫn bệnh nhân thì động tác thì mình sẽ hướng dẫn bệnh nhân tập thở. Hít vào là sẽ phình bụng ra. Thở ra hóp bụng lại, nhíu cửa mình và nâng mông. Nâng mông làm sao cho đầu gối, bụng và vai nó thành một đường thẳng. Nâng hết cỡ để cho cái cảm bệnh nhân sẽ cảm giác được là gần như là cái trọng lượng của mình dồn vào vai. Như thế là động tác đạt yêu cầu. Động tác thứ hai sẽ là cái động tác gọi là động tác nâng vai. Thì tư thế chuẩn bị giống động tác thứ nhất. Nhưng mà nó khác một cái là khi mà hít vào thì phồng bụng ra. Thở ra chúng ta hóp bụng lại. Nhưng mà bên sẽ nâng vai, gập vai lên hết cỡ. Gập vai chứ không phải gập cổ. Thì sẽ làm sao cho cái tay mình chạm vào gót chân và cái vai mình gập để làm sao mà mình cảm giác được tất cả cái lực của mình dồn vào cái cơ ở vùng bụng. Đó là đạt yêu cầu. Động tác thứ ba là động tác nghiêng sang hai bên, giúp tập các cơ thẳng bụng ở hai bên. Thì tư thế chuẩn bị của nó sẽ là hai tay thì để ở vùng gáy, hai chân thì nâng vuông góc cho đùi, vuông góc với thân, hai cẳng chân vuông góc với đùi, hai chân cũng vẫn dang rộng bằng vai, tuyệt đối là hai chân sẽ không chạm vào nhau. Thì khi mà hít vào thì phình bụng ra, thở ra thì sẽ hóp bụng vào, nhíu cửa mình và nghiêng người sang bên trái, sao cho hai vai giữ nguyên áp sát xuống sàn, hai chân nghiêng tối đa một cách hết cỡ tùy và thuộc vào cái khả năng của bệnh nhân, nhưng càng nghiêng được càng nhiều thì sẽ càng tốt. Ngoài ra thì còn có các cái động tác con mèo hay động tác leo núi nữa. Thì các cái động tác đó sẽ phải tập sau khi bệnh nhân thuần thục được 3 cái bài này. Bởi vì gần như là các bài tập nó sẽ là nâng cao hơn. Riêng về cái động tác tập thở và nhíu của mình thì bệnh nhân sẽ tập hàng ngày luôn. Nhưng mà bệnh nhân có thể tập mọi lúc mọi nơi. Có thể khi đang ăn cơm, khi cho con bú, khi dọn dẹp nhà cửa. Cái đó khi tập thì mình không ảnh hưởng gì đến các cái công việc hàng ngày.
và mọi người cũng không biết nhưng bệnh nhân cũng không phải e ngại cái vấn đề đó. Mỗi lần tập mình khoảng tập 15 đến 20 phút, sau đó mình nghỉ, đến khi nào mình nhớ ra thì mình tập tiếp, như thế sẽ là có tác dụng nhất. Còn khi mà với các cái động tác tập thể dục yoga này thì hàng ngày bệnh nhân nên bỏ ra khoảng 30 phút đến 1 tiếng, tùy vào thuộc vào từng thời gian của mọi người thì lúc đó tập sẽ là hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, nước ta đứng thứ 12 trên 22 nước có tỷ lệ người mắc bệnh lao cao và là một trong 27 nước có nhiều bệnh nhân lao kháng thuốc do không tuân thủ đúng phác đồ thời gian điều trị. Điều này không chỉ đe dọa tính mạng người bệnh mà còn có thể dẫn tới những nguy cơ cho cộng đồng. Mỗi năm cả nước hiện có hơn 100.000 trường hợp mắc lao đăng ký điều trị. Trong đó số bệnh nhân lao kháng thuốc ngày càng tăng. Tại Bệnh viện Phổi Hưng Yên, năm 2018 có hơn 30 trường hợp lao kháng thuốc được điều trị. Từ đầu năm 2019 đến nay, đã có 5 bệnh nhân mới được chẩn đoán mắc lao kháng thuốc. Nguyên nhân chủ yếu do bệnh nhân không thực hiện đúng quy trình điều trị, tự ý ngừng thuốc, uống thuốc không đúng liều. Bệnh nhân này ở xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, 62 tuổi, phát hiện và điều trị lao lần đầu tiên năm 2005. Tuy nhiên, do bỏ dở điều trị, sau hơn 14 năm, hiện ông tiếp tục nhập viện điều trị lao tại Bệnh viện Phổi Hưng Yên lần thứ 3. Nguy cơ dẫn tới lao kháng thuốc là rất lớn. Ở đây ta cấp thuốc về, thì tôi lại chưa hết một tháng uống và tiêm của các bác sĩ ở đây cấp về. Thế uống ở huyện được 5 tháng, thế còn một tháng cuối là tôi bỏ. Đi xã bây giờ đi lấy là đường xã nó không có ô tô theo, là xã ta lên huyện mình nên lấy nó không có, những hôm nó, xã nó nhỡ. Về rút kinh nghiệm lần trước rồi thì mình phải cẩn thận chứ không ảo uống được. Phát hiện mắc lao năm 2016, sau một thời gian uống thuốc, thấy khỏe và không còn triệu chứng gì, cho rằng đã khỏi bệnh nên người bệnh này ở xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm đã tự ý bỏ điều trị. Tháng 2 năm 2019, thấy sức khỏe yếu, ho sốt kéo dài, ăn ngủ kém, đi khám tại Bệnh viện Phổi Hưng Yên, bác sĩ kết luận chị mắc lao kháng thuốc, khiến việc điều trị của chị gặp nhiều khó khăn, tốn kém, nguy hiểm tới tính mạng. Trước đây em mới bị từ năm 2016, khi phát hiện em bị tràn dịch màng phổi ạ, do vi khuẩn lao gây ra. Đây là lần thứ 3 em điều trị. Đi khám bác sĩ bảo không ăn thua, uống thuốc cũng không thua. Bệnh nhân này thì là có cái tiền sử điều trị lao kháng thuốc. Sau đấy về nhà điều trị được 3 tháng là bệnh nhân bỏ trị. Đến giờ là bệnh nhân được làm các xét nghiệm lại trên phim chụp X-quang phim phổi thẳng và phim chụp CT scanner. Gần như phổi trái bệnh nhân đã bị phá hủy hoàn toàn. Đây là bệnh nhân rất nặng ở trong khoa. Nguyên nhân dẫn tới việc điều trị thất bại là do mạng lưới y tế hiện còn gặp nhiều khó khăn trong kiểm soát bệnh lao. Sự phối hợp giữa bệnh viện tuyến tỉnh và các trung tâm y tế chưa tốt, chất lượng xét nghiệm chưa đạt yêu cầu, nguồn nhân lực của tuyến huyện, xã còn thiếu. Nghiêm trọng hơn là hiểu biết của người dân về bệnh lao và cách phòng chống lao còn hạn chế. Xã hội còn kỳ thị bệnh nhân lao, dẫn đến người bị bệnh thường giấu bệnh. Nhiều người bệnh chưa hiểu rằng mắc lao không có tội, nhưng giấu bệnh không những có lỗi với bản thân mình mà còn có lỗi với những người xung quanh và cộng đồng. Lao kháng thuốc thì nó rất là nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó thì chủ yếu là nguyên nhân chính là bệnh nhân sau khi điều trị xong ở bệnh viện xong về đến các tuyến thì cái việc chấp hành thuốc là thứ nhất là không đủ thời gian, không đều đặn, cho nên dẫn đến cái tỷ lệ lao kháng thuốc tăng lên trong đợt này rất là cao, dẫn đến cái hậu quả nó rất là trầm trọng. Ví dụ như là về mặt chuyên môn, về giải phẫu thì có thể nó bệnh nhân là sẽ bị vì vi khuẩn lao là gây ra cái xẹp phổi hoàn toàn với bệnh nhân, một bệnh nhân xẹp phổi hoàn toàn dẫn đến là cái hỗ trợ hô hấp với bệnh nhân là khó khăn. Thứ hai nữa là làm cho bệnh nhân là suy nhược cơ thể, dẫn đến cái tỷ lệ là tử vong là cao. Bệnh lao là bệnh chữa khỏi hoàn toàn nếu người bệnh tuân thủ đúng phác đồ và thời gian điều trị. Với lao kháng thuốc, thời gian điều trị phải từ 19 tới 24 tháng. Quá trình điều trị nghiêm ngặt, nếu không tuân thủ sẽ trở thành siêu kháng thuốc, tỷ lệ tử vong cao. Những bệnh nhân lao đã có hiện tượng kháng thuốc cần được theo dõi, điều trị chặt chẽ hơn, tuyệt đối tuân thủ giờ giấc uống thuốc, thời gian điều trị. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện y tế vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.